em cảm thấy không có thương con trai bằng thương con gái, cảm xúc không có cảm xúc nhiều bằng con gái. Không cảm xúc có không? Dạ em nghĩ là chắc hồi đó chưa phân biệt được á, thì nghĩ là mình thích con trai thôi, nhưng mà sau này khi mà đến một độ tuổi nào nhất định á thì mình phân biệt là mình sẽ thích con trai hay là con gái. Nhưng mà gia đình em có cấm cản gì không? Không, gia đình em thì cũng biết, nhưng mà em chị không có cấm cản gì hết, nhưng mà chị muốn con mình sống vui vẻ với nhau là được rồi à. Chứ không có cấm cản. Nhưng mà hai đứa về nhà gọi bà nhau bằng gì? Ở nhà thì giờ có ba mẹ thì xưng tên. Xin mời. Rồi. Dạ. Xin mời à, xin mời. Có đi. Xin mời cả nhà mình ngồi à. À. Dạ. Hôm nay chắc là số đặc biệt mẹ chồng với lại hai con dâu phải không ạ? Dạ, mẹ chồng với nàng dâu này, đây là con ruột. Dạ hả? Đây là con ruột, đây là con dâu. À, em có thể giới thiệu sơ về mình nè. À, em là mẹ của Di. Tên mẹ là... trẻ quá hả? Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Em năm nay 40. Em 40. Tên Phan Thị Kim Thúy. Phan Thị Kim Thúy. Dạ. 40 tuổi. À, nhà ở đâu? Nhà ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Từ Kiên Giang lên đây luôn? Dạ. À, rồi. Bên đây là con ruột. Dạ, con ruột. Bên đây là... đây là dâu. Nàng dâu. Nàng dâu. Là... là hai người này thương nhau. Đây là vợ của đây. Dạ. À rồi. À. Dạ, dạ xin mời à. Dạ hai chị giới thiệu về mình ạ. Dạ em tên là Trần Khải Di, hôm nay em 19 tuổi, em ở Kiên Giang. Rồi đây là em tên Như, hôm nay em 23 tuổi. Yêu lắm mấy tuổi? Dạ tình yêu đầu tiên. Đầu tiên luôn. Dạ. Là hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ hơn một năm. Nhưng em mới lớn lên làm sao em không thích con trai hay tại sao lại thích con gái? Tức là có cảm giác gì với con trai chưa? Dạ chưa có bao giờ mà có cảm giác thích một anh nào đó ha. Chỉ là cảm thấy là anh đó đẹp trai, anh đó dễ thương, thấy thích dễ thương cái vẻ đẹp đó thôi, chứ mình không thích cái người nam đó. Nhưng mà có đàn ông nào theo đuổi em không? Dạ có. Dạ có nhiều lắm. Nhưng mà không thích. Có bao giờ mình nắm tay đàn ông chưa? Trước đó thì làm thử quen một cái người nam xem sao. Nhưng mà khi giống như là hai người đàn ông đang quen nhau vậy. Hả? Giống như là hai người bạn, giống như đi chơi cái anh đó anh chở mình đó. Thôi anh để em chở cho. Anh ngồi sau đi. Trời ơi. Rồi sao mình phát hiện ra mình yêu người này? Dạ tại vì vô tình là tham gia một cái group LGBT ở trên mạng, cộng đồng xã hội trên mạng á, thì quen một cái người bạn đó mới giới thiệu. Như em mới biết Như. Cái này phải hỏi cô. Sao cô chấp nhận được cô? Ban đầu thì cũng không có biết giới tính của con mình gì. Dạ. Rồi cái nghe người bạn nói ê, để ý con mày, sao tao thấy nó nói chuyện với con gái thăng lắm nha. Cái mình thì không biết xài điện thoại gành. Cái về cái mình gình mình bấm điện thoại, bấm đại nha. Sao vô thấy cái hình của Như á, sao mà xỏ viên tai nữa. Ớ viên môi này nè. Thấy hình đồ thấy bậm trợn, thấy cũng quậy. Cái nói giờ hỏi nó hỏi con mình thì nó nói không phải đâu, bình thường, bạn bình thường à. Nói không, tôi thấy cái hình này thấy lạ lạ, hà quen con này với không được đâu nha. Cái khoảng đó dữ lắm, buồn giận dữ lắm luôn. Cái nó theo nó khuyên, nó nói thôi mẹ ơi, coi như là mẹ có hai đứa con gái đi. Rồi cũng hiếu thảo mẹ, cũng lo cho mẹ gì. Cái mình cũng chưa có chịu, mình cũng nín đó để coi làm sao. Tại vì không dám làm quá, sợ nó buồn đi, có chuyện gì nữa. Nó ban đầu về nha, chơi chiêu ghê lắm. Về ở Sài Gòn, Như làm ở Sài Gòn. Cái kêu Như về gạch giá ở mướn nhà trọ ở gần cái từ từ cái lại mướn gần nhà luôn, mướn ở gần nhà luôn, cái vợ vô nhà ở luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà cô gặp Như á, cô ấn tượng điều gì? Ban đầu thì đâu có thích. Dạ. Tại vì mình không có muốn cho con mình vậy. Dạ. Mình muốn cho có gia đình như bình thường, có tương lai một chút. Gặp thì cũng nói chung không có ghét, nhưng mà không có thương, không có thích. Rồi cũng không nhìn, không nói chuyện gì trơn á. Cái từ từ cho thấy ở mình nó bệnh đau rồi, con mình chạy tới lui thăm, thấy còn mà mình làm quá căng quá đây mất con luôn nữa. Thôi chấp nhận cho về luôn. Nhà em là có mấy người con? Có một đứa một à. Trời. Có một thôi đó hả? Dạ. Rồi khi mình phát hiện ra con mình ở dưới tính đó thì buồn lúc nào? Lắm, em đau buồn lắm. Năm rồi là một năm đó là à. Như về đây khoảng năm rồi đó. Nhưng mà ở dưới quê nữa cô ơi, chắc là sẽ bị dị nghị lắm đúng không cô? Nói chung thì gia đình bên nội chắc cũng chưa biết. Ở bên ngoại thì có một hai người biết thôi.
ở sớm thì người ta hỏi gì nói cháu đồ sớm lại nhà thôi ban đầu á, mà giờ cũng có người biết rồi. Nhưng mà giờ bây giờ lên đây là nhiều người biết. Lên đây là nhiều người biết lắm á. Mình dạ. có ngại gì không? Dạ không, tại vì giống như là em sống theo cái quan niệm là mình chỉ sống vì mình thôi. Tại vì dù cho người ta có nói bất kỳ cái điều gì, không lẽ mình cứ sống theo cái lời nói người ta hoài. Em có nghĩ cho mẹ không? Dạ em có. Em có nghĩ cho mẹ như lúc đầu á, là nghĩ là chắc sẽ lấy chồng thôi, là sẽ không quen con gái nữa mà lấy chồng thôi. Nhưng mà không, kiểu như mình là làm không được. Em cũng chưa thử nhưng mà chắc em nghĩ là làm không được đâu. Lúc đầu á có khuyên nó, nói là thôi con ơi, con đừng sống diễm có tương lai đâu, bây giờ con lấy chồng đi, rồi con sanh con đi, rồi ở không được á, con không thương thì thôi ra, rồi con cũng có con rồi, con muốn sống sao con sống, mẹ cũng chấp nhận nữa, nhưng mà con phải có một đứa con để có tương lai. Nó nói con không thương thì sao con sống được mẹ ơi, mẹ coi như có hai đứa gái đi rồi có hiếu thảo với mẹ vậy đó. Còn em á là em cũng với tính mình cũng là thương con gái luôn. Đợt hôm lúc trước thì em vẫn có quen con trai, nhưng mà sau này thì em thấy là mình quen con gái thì chia sẻ cảm thông hơn, thì mình nên quen con gái, em thấy là có nhiều cái mình có thể chia sẻ được. Con trai không chia sẻ được hả? Nhưng em cảm thấy không có thương con trai bằng thương con gái, cảm xúc không có cảm xúc nhiều bằng đúng con rồi. Gái không cảm xúc có không? Dạ em nghĩ là chắc hồi đó chưa phân biệt được á, thì nghĩ là mình thích con trai thôi, nhưng mà sau này khi mà đến một độ tuổi nào nhất định á thì mình phân biệt là mình sẽ thích con trai hay là con gái. Nhưng mà gia đình em có cấm cản gì không? Không, gia đình em thì cũng biết, nhưng mà gia đình em chỉ không có cấm cản gì hết, nhưng mà chỉ muốn con mình sống vui vẻ với nhau là được rồi à. Chứ không có cấm cản. Nhưng mà hai đứa về nhà gọi bà nhau bằng gì? Ở nhà thì có ba mẹ thì xưng tên, giận thì mày tao, còn nếu không có ba mẹ thì xưng khác. Xưng sao? Thân thiện hơn. Là sao, kêu anh em hay chồng vợ chồng hay là... Thì kêu em với vợ. Ê, xưng em à. Em vợ. Với vợ ừ. Tại vì nhỏ tuổi hơn em, xưng chồng vợ hay là ông xã bà xã gì hết. Em xưng là em với lại vợ thôi, tại vì em nhỏ tuổi hơn. Như như vậy à. Vậy nhưng mà mình là đàn ông mình mà là... em à, không, em nữ tính lắm chị. Không, chị em không có chấp nhận vậy. Em nữ tính là em phải lấy chồng. Em đam mê với đầm váy luôn á chị. Mẹ cũng xinh, con cũng xinh mà à, vợ cũng xinh. Nói chung là ba người này xinh hết mà. Nhưng mà khoan đã, cái lần đầu tiên mà khi mà em gặp mẹ chồng á, em có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên thì gặp mẹ thì là nhìn mẹ trẻ, trẻ với lại nhìn tại vì không có cười á, khó lắm, khó tính lắm, căng lắm. Căng chứ, trời ơi. Đi vô rồi đi ra, nhìn mặt nhau xong rồi em đi luôn. Rồi đến khi nào cô mới chấp nhận cho cái mối quan hệ này? Thì nó lại gần nhà, mướn nhà trọ gần đó thì ở khoảng một tháng. Cái thấy cũng tội nghiệp, thôi cho vô nhà ở luôn. Ở luôn cái mà mình làm dâu nó không à. Nó đâu có làm dâu mình gì đâu, mình làm dâu nó không à. Cô làm gì cô? Như đi làm rồi về rồi ngủ. Ngủ cái tới sáng thức dậy mình mới đi chợ, nhà buôn bán, nấu cơm, nấu nước xong. Ngủ tới 2 giờ thức dậy nó mới đi làm. Rồi ăn cơm, nước xong đi làm. Quần áo của mẹ giặt, cơm chén nước gì mẹ cũng làm hết. Nấu cơm thì nấu ba tầng sống rồi sượng sượng đó rồi nhão sao không cái nào chín luôn cô ăn được hết trơn. Tới giờ dọn cơm ra thì ăn thì mới biết. Vậy giờ làm dâu sao được, chồng có la không? Dạ có, cũng hay nói em là sao không phụ mẹ này kia. Tại vì hai đứa đi làm chung á, cho nên là cái thời gian nó cũng, tại vì thay đổi thời gian làm việc á, cho nên là thời gian làm không có thì em thủ thời gian em ngủ. Nhưng mà nếu mà sau này em đổi công việc thì em sẽ phụ mẹ nhiều hơn với công việc đó. Về nhà ở chung năm rồi có hợp nhau về tính tình hết không nè? Không, em với Như cũng hợp. Hợp. Chỉ có một điều là em làm dâu là Như thôi. Ủa vậy ba người về có ngủ chung không? Lúc đầu thì nhà là ngủ riêng. Nhưng mà tại vì mẹ ngủ mình nên mẹ buồn, cho nên là thôi hai đứa cũng đi qua ngủ chung với mẹ luôn. Ngủ chung mẹ luôn. Hả, khoan từ, ngủ chung nhà hay là ngủ chung nhà hay là ngủ chung giường? Chung giường đúng không? Không có chung giường, chung phòng. Nhưng mà có nghĩa có phòng riêng nhưng mà hai đứa không có ngủ. Hai đứa sang phòng mẹ ngủ, rồi mẹ nằm trên, hai đứa nằm ở dưới. Vậy thì mình ngủ chung mình có ngại gì khi mà có mẹ, bởi vì hai đứa đang yêu nhau? Dạ không, ở đây mình cũng bình thường lắm, tại vì mẹ là cũng như là suy nghĩ thoáng á, cho nên là cái tư duy, cái suy nghĩ của mẹ nó cũng thoáng hơn. Ê không nha, nhiều khi hai đứa làm gì mẹ ngại sao cứ làm đâu với chị ơi. Nhiều khi xây qua cũng thấy hai đứa nó hung hoài mà nhìn chỗ khác. Trời đất ơi.
thấy hai đứa nó hung nhìn không, chỗ hung bình thường thôi, hung mặt vậy thôi. Hai đứa nhìn, nhìn chỗ khác không thấy mình nhìn chỗ khác thì quay qua hung nó. Không, nó nằm riêng riêng, em nằm riêng chung phòng nhưng mà riêng niệm. À, có những gì mà hai đứa chưa hợp nhau không? Dạ em thì không có, tại vì Di hơi nóng tính thôi, nói chuyện thì hơi nóng tính thôi, chứ không, nếu mà để hợp nhau cãi nhau thì cũng không có nhiều để cãi nhau nhiều. Cãi nhau là những chuyện lặt vặt linh tinh thôi, chứ không phải là để cãi nhau một trận to thì không có. Vậy thì em với mẹ có điểm gì chưa hợp nhau không? Thường em thấy là hợp nhau nhiều hơn, tại vì lúc nào cũng em với mẹ cũng hợp nhau để Di ra rìa hết. Này phải hỏi mẹ, có cái nào chưa hợp nhau không mẹ? Chưa hợp nhau thì không có, chỉ có một điều là thắc mắc nó điều đó thôi. Điều mà nó không có làm dâu mà mình phải làm dâu lại thôi. Hợp lắm, hai mẹ con hợp lắm. Nhiều khi đi chợ đó, cái thấy đồ mới về đồ đó đẹp là mấy đứa ơi, đồ mới về đóng cửa đi con, đi với mẹ là đi đâu, đi ba mẹ con. Dạ. Làm tóc cũng vậy, đi mấy đứa ơi, đóng cửa nhà bán tiệm nhỏ đó. Dạ. Đóng cửa đi con đi. À. Chắc nhà cũng đóng cửa hoài cô. À, từ ngày em bé này về đóng cửa nhà hoài. Trời ơi, đâu. Chết rồi, không bao giờ dám đóng cửa nhà không luôn. Đóng cửa, một ngày một tiếng nào cũng không đóng hết á. Hai đứa nó cãi nhau, có cãi nhau rồi mình đứng giữa phân chia sao? Cãi nhau thì em la con mình, cho con này nó mát bụng vậy thôi. Chứ sao giờ lẽ bên con mình bỏ con dâu. À. Đó là la con này ghét, nó nói mẹ ghét kìa, cho con ra ghì rồi. Thấy con Như là con mẹ với con phải con. Ủa nhưng mà cô ơi, cô gặp gia đình của em Như chưa? Có gặp chị thôi chứ chưa có gặp ba mẹ. Em có định là nói với ba mẹ không? Dạ em có nói với ba mẹ rồi, nên ba mẹ em mới cho ở đây nè chị. Nhưng mà vì ba mẹ em không có thời gian á, thì thường có chị em cũng hay xuống nhà gì để chơi. Ừ. Là cũng nhưng có mình xuống. Nghĩ có lúc nào đó mình nghĩ đến tổ chức cái lễ cưới gì đó không? Dạ có anh, tại vì sắp tới tụi em cũng đang có dự định á, nhưng mà cũng chưa biết như thế nào, tại vì trong đang thời gian sắp xếp á. Rồi tụi em có dự định cho tương lai mình sẽ như thế nào chưa? Dạ em thì nói chung thì mình chưa có biết nói trước được nhiều gì, nhiều khi nhiều cặp ta quen nhau lâu dài 9-10 năm, mười mấy năm, người ta cuối cùng cũng đổ vỡ. Em chỉ mong muốn một điều là hai đứa vì nhau nhiều, cố gắng hiểu nhau, nhường nhịn nhau, tiếp tục với nhau lâu dài. Rồi sau đó sẽ có một đứa bé nhỏ nhỏ, rồi một gia đình nhỏ nhỏ hạnh phúc. Cái khổ nhất của mẹ em thế này nè, có một con gái duy nhất thôi, mong muốn có một đứa cháu. Mẹ cũng nói là khi có cháu rồi mày muốn làm gì làm như nãy ha. Dạ. Bây giờ thì không có con được, không có cháu được thì mình có tính tới chuyện đó không? Để cho mẹ vui không? Dạ có, tại vì nếu như mà thời buổi bây giờ cũng là hiện đại rồi á, cho nên cái việc mà mình thụ tinh hay là mình có con thì cũng sẽ dễ hơn lúc đúng trước rồi. Rất là nhiều. Cho nên không còn nhất thiết là phải hỗ trợ từ một người đàn ông thì mình mới có thể là có con được. Nhưng mà đẻ đứa nào đẻ? Đây là em, vợ đẻ. Em Xuân Phong. Hả? Em thích đẻ, thích em bé. Em thích con nít lắm. Trời ơi. Thích đẻ. Em sẽ quay về giới tính của em. À, tức là em không thích đẻ đúng không? Không phải, thì em nếu để em mập phải giữ tướng để mình còn làm công việc, tại công việc của em là thi làm phải tiếp xúc khách hàng nhiều, cho nên là mình phải giữ tướng. Thật ra là mẹ cũng có nỗi khổ của mẹ, không biết là bây giờ trong lòng mẹ, mẹ đang nghĩ gì, mẹ có thể chia sẻ cho hai con nhân ngày hôm nay có mặt ở đây không? Mình nghĩ sao mình nói nghĩ về hai đứa nhỏ đi. Dạ. Dạ thì cũng muốn cho hai đứa nó sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc là mình thấy vui rồi. Còn như nó có con thì sau này thì nó tính gì cũng được rồi, kệ. Đó là cái tình yêu của mẹ đối với con lớn nhất. Mẹ sẵn sàng hy sinh hết, mặc dù trong lòng mẹ rất muốn nhiều thứ khác nữa, nhưng mà không có được. Có khi nào mà em nằm một mình em khóc một mình em suy nghĩ về điều đó không? Ban đầu em buồn lắm, đau lòng lắm, thấy con mình vậy đó. Vì chắc chắn là em ít có người tâm sự lắm, em không có người bên cạnh nè, rồi có chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Lúc nào mình nghĩ về tiếng khóc của trẻ thơ, nghĩ về tương lai của con, rồi mình khóc một mình không? Lúc đầu em biết em khóc nhiều lắm, có khi em muốn em tự dặn cho vừa bụng con mình á. Không được. Nhưng mà nghĩ lại á, mình làm gì áp lực con mình. Mình không thương nó, ai thương nó giờ. Đúng rồi. Cho nên em mới chấp nhận bỏ qua hết trong con vòng khoảng, em biết đó ha, khoảng cỡ tuần hoặc 10 bữa thôi là em đã chấp nhận từ từ. Nhưng mà em không có công khai nói lên là mình chấp nhận, nhưng mà em nín tin thôi. Rồi sau này em cũng dễ dãi nó dắt về, em cũng không phản đối, không dám phản đối, nhưng mà không có nói ra. Rồi từ từ thấy con bé này nó về, nó ở, nó cũng gỡ gần, nó cũng hiền dễ thương, thôi em cũng chấp nhận cho vô nhà luôn. Có bao giờ em quan tâm đến giọt nước mắt của mẹ chưa? Dạ có, em thương mẹ nhiều. Hồi đó tới giờ ngoài cái chuyện mà giới tính của em thì em chưa bao giờ làm cho mẹ buồn vì cái điều gì cả. Cho nên là khi mà mẹ khóc khó chịu lắm, như khi
tự nằm một mình, tự khóc một mình, khóc sưng con mắt nhiều khi sáng mẹ hỏi không biết nói gì giờ. Mà thương mẹ nhiều lắm, suy nghĩ nhiều. Bởi vì có một khoảng thời gian em nghĩ là thôi mình sẽ đi lấy chồng, mình sẽ sanh con. Nhưng mà nói thì dễ thôi, làm thì khó lắm. Với lại mình cũng phải nghĩ cho cái người mình lấy. Thí dụ mình lấy một cái người đàn ông đó, người ta chắc chắn thì sẽ thương mình nhiều. Mình đối xử với người ta vậy thì cũng không được. Nó không được nhiều thứ lắm, cho nên là mình cứ sống thật với mình. Mình có rất là nhiều cách để mình tốt với mẹ. Mình có hiếu với mẹ, mình đối đãi với mẹ rất là nhiều cách. Chứ không nhất thiết là mình phải lấy chồng sinh con. Thì nếu như mà bây giờ em không cho mẹ hãnh diện về cái mặt này, mặt lấy chồng sinh con, thì sau này em sẽ cố gắng trong công việc của em sẽ làm để mà sau này báo hiếu với mẹ, bù đắp lại cho bù mẹ. Đắp lại cho mẹ. Có bao giờ em với mẹ ôm nhau khóc chưa? Có mẹ khóc thì em an ủi. Anh nghĩ cần một lúc nào đó hai mẹ con thật sự nằm với nhau, nói hết những cái suy nghĩ với nhau, cùng khóc với nhau để hiểu mẹ nhiều hơn. Và anh nghĩ rằng mẹ rất là cô đơn, cô đơn lắm. Nói về thôi, chứ một người phụ nữ trong gia đình như thế cảm giác nó trống vắng lắm, nó thiếu rất là nhiều thứ. Nên chia sẻ với mẹ nhiều hơn, nhất là con dâu nên quan tâm và chia sẻ với người phụ nữ nhiều hơn. Người phụ nữ nó còn trẻ lắm, còn một cái tương lai cũng rất dài, nhưng bởi vì cố gắng hy sinh cho con đó. Hai em đã làm cái điều gì đó ý nghĩa dành cho mẹ chưa, đặc biệt là Như á? Tại vì lúc trước mà khi em về á thì em cũng muốn mua quà hay là làm những điều mà cho mẹ á, thì nhưng mà mẹ thì mẹ không thích như vậy. Mẹ là một người thích thực tế lắm, cho nên là những việc mà em có thể làm cho mẹ vui là chỉ là luôn phụ mẹ hoặc là luôn làm cho mẹ cười á, chứ không muốn để mẹ buồn hay khóc. Nhiều khi Di thì nhiều khi không để ý đến mẹ, mẹ buồn chuyện này chuyện kia á thì mẹ hay nói chuyện với em, thì em cũng giải thích cho mẹ hiểu được một phần nào đó. Mẹ có muốn con mình, con dâu, con ruột của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Hai đứa thì hay cãi cọ nhau, thì muốn hai đứa sống nhường nhịn lẫn nhau, chăm sóc rồi sống vui là em thấy vui rồi. Ừ. Bây giờ thế này nè, ba người đứng dậy đi, hãy ôm chặt lấy nhau. Đây là một cái khối nha, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ba người hãy ôm chặt lấy nhau nào, yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ, con hứa với mẹ là con sẽ không làm bất cứ điều gì cho mẹ buồn nữa. Sau này con sẽ cố gắng thật nhiều, cho mẹ cười nhiều mỗi ngày. Sau đó hai đứa con sẽ cố gắng vì một tương lai sẽ có một đứa trẻ nhỏ cho mẹ vui. Dạ, con thì con muốn là mẹ lúc nào cũng luôn khỏe mạnh ở bên cạnh tụi con, để cho cảm thấy là sau này tụi con có một cái gia đình nhỏ hạnh phúc ấm áp hơn. Cảm ơn ba người đến đây chia sẻ một câu chuyện khá là thú vị. Một câu chuyện đâu đó cũng còn những cái giọt nước mắt, những cái nỗi buồn. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ bù đắp tất cả những hạnh phúc để những giọt nước mắt nó không còn nữa nha. Hạnh phúc nó đông đầy cảm xúc trong mỗi người chúng ta. Chúng ta kết nối hạnh phúc lại với nhau và đừng để hạnh phúc đó vơi đi mỗi ngày. Một món quà gửi tặng cả nhà chúng ta. Cố gắng làm những việc ý nghĩa và yêu thương mẹ nhiều hơn ha, hai đứa ha. Chào hai MC Huỳnh Linh và Huỳnh Linh và Xuân Lộc. Và sau Lê Lộc. Lê Lộc. Dạ. Xuân Lộc là Long Khánh. Lê Lộc. Và sau quý vị khán giả, tên tôi là Phạm Thị Bền. Dạ. Năm nay 60 tuổi, ở quận Bình Tân. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh. À, ở gần đây mà. Dạ. Dạ. Hôm nay cô cứ thoải mái nha. Xem Lê Lộc chứ Huỳnh Linh như là người trong nhà thôi. Dạ. Hình như lần đầu tiên cô lên sân khấu đúng không? Đúng rồi. Lý do hôm nay tại sao mình lên đây ạ? À? Bởi vì hâm mộ Huỳnh Linh và Huỳnh Linh. Huỳnh Linh và Lê Lộc. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ. Em tên là Vũ Thị Hậu. Dạ. Năm nay em 39 tuổi. Em ở Bình Tân. Em làm dâu mẹ được bao lâu rồi? Em làm dâu mẹ được 22 năm. Oh. Trời ơi. Nhà mình có mấy bé rồi chị? Chị có 3 bé. À dạ. Trẻ rồi. Cô nhìn cô trẻ lắm đó cô. Cô thoải mái lên ha. Hôm nay cô vui không? Có. Cảm giác phi trường như thế nào? Cảm giác phi trường hoành tráng. Phi trường của nó phi trường. Cô sao vui cái này cũng giống phi trường luôn á. Họ bay luôn. Trên sân bay cũng được mà. Lấy lái cho nó vui. Dạ vui, dạ. Lấy cho nó vui ạ. À, cô làm nghề gì cô? Cô là nội trợ. Nội trợ, trước khi làm nội trợ cô làm gì? Trước kia thì cô làm bên đổi tiền nhân dân tệ. À đổi tiền á hả? À, là làm người nghề tự do. Dạ nghề tự do. Cô trẻ thiệt đó nha. 60, không nghĩ 60 luôn á. Dạ nhìn cô trẻ Nguyên Linh luôn. Cảm ơn cô đã đến đây tham dự chương trình. Bây giờ hôm nay
mẹ chồng nàng dâu cũng 22 năm rồi ha. Dạ. Mình có thể trao đổi, biết đâu trong đó có những cái một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ mà mình quên để ý, hôm nay mình sẽ khắc phục. Đồng ý không cô? Đồng ý. Cô cho có quyền cô con dâu nói không? Cho con dâu nói trước. Nói trước luôn hả? Vậy thì em được hỏi chị là cái ấn tượng lần đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng á? Thì ấn tượng lần đầu tiên gặp mẹ thì cũng thấy cũng hơi lo sợ. Thấy nhìn mẹ thì cũng hơi dữ. Nhưng mà khi nói chuyện tiếp xúc ấy, thì thấy mẹ thoải mái, dễ tính, không có khó khăn gì. Khi mà trước khi về gặp mẹ, chồng chị có nhắc cho chị những cái điều mà cần phải nhớ không? Ví dụ là về nhà phải làm như thế nào để lấy lòng mẹ, hay là biết cái tính tình của mẹ như thế nào á, thì có nhắc cho chị trước không? Không, cũng không nhắc gì, tại vì lúc đấy cũng còn trẻ. Cũng không, anh ấy cũng không có nói gì cả chị. Cô, lần đầu tiên gặp mặt con dâu đó, cô cảm thấy cô dâu mình là người như thế nào? Lần đầu tiên ấy thì là về con trai tôi, nó có kể chuyện. Nó bảo mẹ ơi, bố mẹ ơi, bây giờ con đã thương cô Hậu rồi. Thế là bảo mẹ có biết không? Bảo mẹ thì con cứ nói con nhà ai thì mẹ sẽ biết. Thế bảo chị Thơm, thì bố thì biết anh chị Thơm. Bảo thế phải biết. Thế là bây giờ con đã thương Hậu rồi thì thôi mời bố mẹ hôm nào mà có thời gian ấy thì bố mẹ sang hỏi, sang dặm ngó để nói với bên nhà gái hộ cho con. Thế bảo được rồi, lúc ấy thì tôi cũng còn trẻ, có 37, 38 tuổi tôi đã lên chức rồi. Thế là mới sang. Thì lần đầu tiên là con nó dẫn sang. Nói đến cái bên xui ra thì cũng có thể biết được rồi. Biết tên tuổi nhà đấy rồi thì sang thì bắt đầu mới thấy cô con dâu thì bước ra thì nhỏ lắm. Thế tôi mới nghĩ bảo là sao à, thấy con dâu mà nhỏ mà trông dễ thương thế, không biết nghĩ trong bụng là không biết là về con đã có biết làm cái gì không. Thế bé quá mà trông cũng dễ thương. Lúc ấy thì tôi rất vui. Nói chung là cái phần vui ấy thì là nhiều hơn cái phần sợ. Đấy. Thấy nó dễ thương quá hả? Đấy, nó dễ thương. Rồi cô suy nghĩ là không biết nó biết làm gì không? Cũng rồi, suy nghĩ. Rồi về nhà đời ngày đầu tiên nó có biết làm gì không? Ngày đầu tiên ấy thì cháu nó cũng về cái thì riêng ấy thì tôi cũng là nói chung là nói bó gọn và là tôi không có chọn con dâu. Nói chung là con thương ai là tôi giải quyết liền. Thế là nói cái là tôi về tôi thấy là bé nó cũng ít tuổi nhưng mà cũng biết việc nhà là gọn lắm, sạch sẽ mà còn nắm chút của tôi kỹ rồi, nhưng mà em nó lại còn kỹ hơn tôi cơ. Thế đâm ra là về cái chuyện nhà cửa hay là cơm nước thì tinh tương là tôi không có phải dạy bảo. Cái chuyện đấy là tôi cũng nhàn. Thế nói chung là trúng số. Có dầu gì trúng số. Đây nè. Trúng số. Sau một cái thời kỳ hôn nhân á thì có thể nói nó cũng rất là dài rồi. Những cái điều gì mà em hợp nhất với mẹ chồng của em? Dạ em hợp nhất với mẹ là cùng mẹ nấu nướng những cái bữa ăn ngon gia đình. Dạ. Tức là hợp về ăn uống á hả? Ăn uống. Cô thích món gì? Có thích món canh cua. Canh cua. Cà pháo. Ồ, thì món gì nữa cô? Chân giò, giả cây. Em thích món gì? Dạ em thì hay nấu, hay thích món miến gà. Món gì nữa? Miến gà rồi làm chả giò. Hai mẹ con hai món, bốn món khác nhau. Không, cũng... Thì mà nó hợp nhau gì ăn. Canh cua cũng hợp nữa. Cũng hợp canh cua nữa hả? Vậy cô cũng thích ăn miến gà luôn. Có. Vậy thì không biết là cái những điểm nào mình chưa hợp cô? Hợp ấy thì... hỏi cô à? Dạ, cô chưa thì hợp. Chưa thấy, hợp á? Chưa hợp á thì nói chung là cô thì cũng chưa có hợp. Cô thì cái tính cô ấy thì cô thích là ấy, kiểu đi làm về thì vui vẻ thì thế thôi, chứ còn ngoài ra là cô chả có cái gì cả. Em nó thì cũng về cái là thấy vui vẻ là cô vui rồi. Thế không biết là trong 22 năm đó là mình có những cái câu chuyện gì mà xảy ra là khiến gia đình phải xáo trộn hay là mâu thuẫn với nhau chưa cô? Nói chung là có một hôm ấy em nó đi làm về. Dạ. Thì tôi thì cũng không có biết là cái khăn ấy là khăn nào khăn lau chén mà khăn nào khăn lau bát. Khăn nào lau bếp. Thì tôi mới cầm cái khăn lau chén tôi lau. Dạ. Thì đến lúc về cô dâu ấy thì con tôi nó mới là mẹ sao lại làm cái này. Tôi điên lên tôi bảo là mai con ở nhà con làm nhá. Mẹ không có được rảnh đâu nhá. Mẹ không phải là người giúp việc của con nhá. Thế nó mới bảo mẹ ơi con nói vậy thôi chứ con không có nói gì đâu mẹ, không có ý gì đâu mẹ ơi. Bảo thế thì được. Mẹ đấy
dằn mặt liền chứ bộ. Mai con nhà con làm nha. Mai con nhà con làm nha. Mẹ không phải làm ở mẹ không phải là người giúp việc đó. Mẹ là mẹ của con. Tại vì mẹ thì tính mẹ rất là nóng tính á. Cái mình nói như thế cái mẹ nói liền à. Mẹ nói liền các em cũng sợ thế mà con nói như vậy thôi chứ không có ý gì. Ý em muốn nói là cái này là khăn lau chén chứ không phải để lau bếp. À tức là dạ. Mẹ lấy cái khăn lau bếp lau chén mà lấy không. Khăn lau chén lau bếp. Khăn lau chén để lau bếp. À dâu sợ hư khăn. Không, nó sợ dơ. Sợ dơ bếp hả? Sợ dơ chén. Cái khăn lau chén là để lau bếp. Thì cái khăn lau chén nó sạch. Lau bếp nó dơ cái khăn. Đúng rồi. Thì cô dâu mà sợ là lấy cái khăn nó lại lau cái chén lại thì nó dơ cái chén. À, thì nói chung là tóm lại là sợ hư cái khăn. Tại vì tại sao chứ muốn nghĩ sao có được. Tại vì lau cái đó là hư rồi nếu mà không lấy lại lau chén lại cũng không được nó thành ra hư cái khăn. Ai mà nói hư cái khăn, nó dơ cái khăn thôi. Hư luôn, nói chung là hư luôn. Lau bếp là hư luôn. Rồi còn chuyện gì nữa không? Thế thì không, đến lúc sau ấy thì là ở độ đầu năm cưới thì cuối năm thì là em cháu nó có bầu. Thế đến lúc ngày sinh ấy thì tôi ở ngoài, tôi đi chợ ở ngoài, tôi đang bán hàng ở ngoài thì em chồng ấy mới ra mới bảo mẹ ơi, chị Hậu đau bụng đẻ rồi. Thế tôi vội vội vàng vàng tôi cắm cổ tôi về thì đến nhà ấy thì tôi chở bé đi vào bệnh viện. Vào bệnh viện thì đến lúc ấy là cháu nó vừa đau bụng sinh lại vừa ói, nó cứ ói hết cho tôi thì tôi cứ ôm đấy em bé, tôi ôm đấy con dâu. Tức là con đấy con cứ gắng cố gắng con chịu đi. Rồi xong là sắp sửa xong rồi đến nó sinh xong cái thì bắt đầu tươi từ ở cái phòng này ra ấy. Thì là tôi từ cái phòng sinh ấy thì tôi bế ra cái bởi vì cách phải đến 3-4 phòng. Tôi hẫm bé sang cái chỗ giường nằm ấy. Xong thôi thì lúc ấy chồng nó thì cứ đứng ở ngoài thôi. Chồng nó đâu có biết gì. Chồng nó cũng không biết lo bởi vì còn trẻ quá mà cũng người đầu vợ là cũng còn ngây thơ lắm, cũng còn lấy vợ sớm mà. Thế nên mà là tôi bê sang cái là quanh đi quẩn lại là bé nó nằm đấy. Là mẹ lo hết luôn từ đầu. Mẹ lo hết từ A đến Z. Trời ơi tội nghiệp này chồng quá vậy. Ủa nhưng mà lúc mà con cô lấy con dâu là bao nhiêu tuổi? À, cháu nó 20. 20 lấy sớm quá. Bé nhỉ? Này 18. Hơn đấy. Dạ. Hai năm nữa là mệt. 27 là mệt. 18 lúc đó hai vợ chồng em quen lâu chưa mà cưới? Em cũng quen được một năm ạ. Một năm tại đi học. Đi học rồi quen. Quen xong ra trường cưới luôn. Dạ. Không biết là hai vợ chồng mình á cuộc sống nó có thí dụ là khi mà trẻ quá thì cuộc sống nó có không biết là có được suôn sẻ không chị? Hay là mình phải thường là em thấy là vợ chồng trẻ hay ghen hay này. Có ghen không? Không ghen đừng có nói ghen này chỉ có tôi ghen thôi. Bởi vì thằng con nhà tôi nó khờ lắm, nó không biết khen. Thế à tôi cứ thấy con là tôi mới con trai tôi đấy nó cứ đi làm, thế đi làm tối nó mới về. Thế về thì tôi mới nói là đi với nhau hai mẹ con đi với nhau thì làm thường thường ấy thì ai thì cũng hỏi là chỉ có cô con gái trông dễ thương nhỉ. Tôi bảo vâng. Con gái tôi thì bây giờ nó mải đi làm ăn lắm, bây giờ nó cũng lớn tuổi rồi mà chưa ế chồng, chưa có người xây dựng cả. Thế nên là tôi cũng đang lo. Thế là bà ấy mới nghĩ bảo là thôi được rồi, nhà tôi có mấy thằng con trai, có gì tôi xin chị nhá, nhà có mấy cái nhà. Bảo vâng, thế hôm nào chị có ấy đi xuống nhà tôi. Thế xong rồi đến lúc về thì mới sợ quá. Về mới sợ mới nói mới Hậu bảo là con ơi con về đừng có nói với bố mày nhá. Nói với bố mày nhớ cái câu chuyện này ra mà người ta xuống đây chết thì chết. Thế thôi đừng có nói. Thế là xúc về quanh đây quẩn lại là thế là tôi lại nghĩ như vậy. Thế thôi. Lại cuối cùng có ai qua không cô? À, thì tôi lại bảo là phải nói với cái bà kia bảo thôi chị ơi nó là con dâu của tôi đấy chứ không phải con gái đâu. Để tôi coi nó như con gái. Nên ra là tôi cứ chơi vậy thôi. Chứ lắm lúc con làm ăn cũng kiếm khó, nó đang nghĩ là kiểu gà con gái kiếm ít tiền. Mẹ chồng cũng rắn mắt quá nhỉ. Nhưng mà không lẽ suốt 20 mấy năm á em chưa có ghen lần nào hết trơn à? Không, tại vì ông xã em hiền lắm. Vâng, cứ chỉ có đi làm xong rồi về, đi làm rồi về thôi chứ không có ghen gì cả. Nhưng mà có mẹ chồng mới là hay ghen thôi. Hay ghen của mẹ ghen. Lần nào mẹ chồng dẫn em đi bắt ghen lần nào không? Không,
gõ ghen ấy thì như này nè, cái hồi ấy con dâu tôi với tôi ấy là một phe. Ừ. Thế à, ông xã nhà tôi ấy thì là thường thường ấy thì ông nói thật ấy cũng đẹp trai lắm. Bởi vì tôi lấy ông ấy cũng từ 16 17 tuổi trời đã lấy rồi. Thế lâm ra là tôi chỉ mê ông ấy là đẹp trai quá mà tôi lấy mà mối tình đầu. Thế lâm ra là ông ấy thì nói chung đến mấy gái thị xã thì ai người ta cũng biết ông ấy tên tuổi. Gọi nó là biệt danh là Xuân Tóc Đỏ. Ôi trời ơi. Thế tôi mới thường thường ấy thì ông này thì có khi người ta thích ông nhiều hơn là mình thích lắm. Lúc anh về anh cứ tâm sự là anh nói thật với em chứ người ta thích anh nhiều hơn chứ anh ấy không có thích người ta, anh đứng đắn như cột điện đấy. Gái mà cứ ấy anh là không có được đâu. Thế có một hôm ấy thì tôi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ thì cứ quen một cái cô A. Thì tôi mới bảo Hậu ơi, mẹ bảo hôm nay bố mày đi Hà Nội, có gì thì con với mẹ đi dình xe hôm nay là bố mẹ điện về cho mẹ là 5 giờ chiều là về đến nhà mình rồi. Mẹ với con ấy ra đường Trần Đăng Ninh đón bố mày xem cái đoàn xe trước cửa các cô A kia. Nếu mà thấy là mẹ con mình làm một trận để te tua ra. Tức là rủ con dâu đi đánh ghen với ông xã. Không phải là... Đánh ghen với bố chồng. À bố chồng đấy. Bố chồng ơi. Dạ sao nữa cô? À thế lại về thì không có thấy, ông lại đi mẹ về đường khác rồi. Trời ơi, không gặp được. Thế về cứ công ga ông bảo bảo anh đi cái giờ nào mà ấy để hai mẹ con về đi như này mà không có thấy em đi ra em đón anh không có thấy gì cả. Trời ơi, đi bận chết bà đi, công tác bận lắm chứ đâu có phải là ấy, kiểu mẹ con em cứ ở nhà nghĩ vớ nghĩ vẩn. Thế là thôi, xong rồi lỡ hôm thì cứ mình thì mình lại nóng tính lại cứ nói con dâu bảo mẹ ơi chắc bố không có gì đâu, mẹ ơi mẹ không có gì đâu bố ạ, bố thương mẹ lắm. À nhầm thôi đúng không, nhầm thôi. À, thế hai mẹ con dễ thương quá nha. Thế được. Xong rồi có một phi vụ nữa hả? Trời ơi, đó phi vụ ghen với con dâu bởi vì tôi thấy nó trẻ mà tôi đi với nó nhiều lắm, thế ai cũng cứ quý quý nó. Thế tôi là tôi sợ nó còn trẻ nó lại đi với người khác bởi vì ba đứa con rồi. Thế bây giờ tôi nhớ nó đi người khác thì tôi lại rất sợ. Nó bỏ ba lại con tôi thì chắc là tôi lại phải nuôi con, nuôi cháu. Thế tôi sợ vất vả mà tôi ở với nó từ bé rồi. Tôi cũng coi nó như là con gái rồi. Thế là tôi mới bảo là có hôm mà đi tha, cháu nó đi, em nó đi tham gia về cái công tác xã hội của phường phố. Thế là hôm ấy cứ đi hoài, là tối hôm ấy về trễ. Thế tôi mới bảo là giờ này sao con mới về, con đi với anh nào mà bây giờ con mới về, con biết như thế nào, con mê ai chưa? Mẹ bảo ấy lúc mà con mê ai mà con phải lòng ai chưa, con bảo mấy mẹ này, mẹ nói cho con nghe đừng có trách tao nhá. Bảo đừng có trách mẹ mày nhá, mẹ mày là dữ lắm, mà thằng chồng mày nó khổ lần thế thôi nhưng mà mẹ mày là rất dữ đấy. Thế bảo nó bảo xong lúc mấy con dâu nó mới lên, mẹ ơi, con ba đứa con rồi, con còn đi với ai nữa? Mẹ ơi, con còn đi với ai nữa? Con còn bỏ mẹ con đi với ai nữa? À, biết như thế là được. Mẹ cũng dằn mặt dữ lắm vô. Chị, em không biết là ở nhà mẹ chị hay la gì á, có khi nào làm cho mình bị tổn thương, mình khóc không? Không, cái lúc mà chị đi về thì mẹ cũng, hôm đấy là chị cũng đi công tác xã hội thôi. Nhưng mà mình về trễ thì cái về cái tự nhiên mẹ la lên như thế thì mình cũng giật mình luôn. Cái tự nhiên mẹ nói, mẹ lại nói là mình đi với ai. Cái tự nhiên mình sốc lắm. Mẹ la ầm hết cả nhà lên, cái mình sốc, cái mình cũng khóc. Cái mình tự nhiên mình thấy, mình nghĩ, mình bảo là mình không có gì. Lấy chồng từ nhỏ tới giờ mình chỉ biết chồng con, lo cho chồng cho con thôi chứ không có hề nghĩ một cái chuyện gì ở ngoài. Cái tự nhiên về mẹ mình nói mình như thế, cái tự nhiên mình bị sốc, cái mình bực mình quá, mình cũng la lại, mình bảo tại sao mẹ lại nghĩ con như thế. Con sống với mẹ bao nhiêu năm rồi mà mẹ lại nghĩ con như thế được. Cái mình bực quá, mình đạp cái chân vô cửa ba phát luôn. Đạp cái chân chị á hả? Đập vô cánh cửa luôn, cửa phòng luôn. Dạ. Dạ. Có sao không chị? Cũng không sao, nhưng mà ở yên cái cửa có sao không á? Tin đưa nó đùa chứ mọi cái chân chị có sao không? Cũng không sao, nhưng mà lúc đấy mình bực lắm, xong rồi cũng bức xúc lắm. Cái xong mình mới lên trên phòng mình nằm mình khóc. Khóc thì cái tối cái mẹ lại lên. Mẹ lên mẹ bảo thôi mẹ nói quá lời cho mẹ xin lỗi. Trời ơi dễ thương quá. Mẹ bảo thôi mẹ xin lỗi con. Mà cô nói sao, cô nói mẹ xin lỗi con. Không, bảo mẹ xin lỗi con. Ở với mẹ mấy chục năm rồi. Mẹ bỏ nào được con. Bảo vậy
có gì mẹ không phải cho mẹ xin lỗi. Chứ có nhiều bà mẹ chồng đó là không có nhẹ nhàng đâu. Như là mẹ xin lỗi con này nữa. Mẹ xin lỗi con rồi nha. Xong, đây không có nói. Đây không, không phải đây, như vậy. Dạ. Đây là mẹ chồng ấy thì có cái tính là thôi cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại vì dằn mặt trước tính sau. Mình tính sau, chưa có nhưng mình phải đăn trước. Dạ em ạ. Vì khi mà muốn tham gia như vậy thì trước đó mình có biết mẹ như thế nào để mẹ tham gia cùng mình hay không? Em đăng ký xong rồi em mới báo với mẹ rồi mới thuyết phục mẹ. Cô vậy lúc mà cô nghe cô cho báo cái tin là mình sẽ tham gia một cái chương trình lên TV như vậy thì cô có đồng ý liền hay không, hay là cô run run như nào? Cô thì sợ lên chương trình cô run, nó có vậy thôi nên là. Nhưng mà do thuyết phục thì cô cũng vẫn tham gia, không sao. Thì cô có xem qua những cái tập nào của chương trình của cô? Cô có xem qua. Thì cô có cảm thấy thích chương trình không? Thích ở cái điểm nào của chương trình này? Thì cô cũng muốn lên chương trình để cái tình thương cho mình dành cho dâu á, là nó đậm đà hơn nữa. Nên là cô cũng thích để thăm chương trình mẹ chồng nàng dâu này. Em thích ở chương trình là giữa mẹ với nàng dâu á, thì có những cái khúc mắc với lại những cái nào mà tình thương á mình được thể hiện trong chương trình. Với lại em muốn mẹ là có đam mê ca hát nên là em muốn mẹ được một lần đứng trên sân khấu để mà hát cho mọi người nghe. Chị ơi, giữa sợ và xem mẹ như một người bạn thì chị đang ở cái ngưỡng nào? Em thì xem mẹ như một người bạn, tại vì mẹ em thì rất là xịt tin. Dạ. Ngày đầu mà chị về làm dâu thì chị có tạo cái ấn tượng gì đầu tiên mà em nhớ mãi tới bây giờ? Tạo cho cô một ấn tượng là hiền, dễ thương, nói chuyện thì dịu dàng. Ngày đầu tiên hả? Nhớ không? Lâu quá, 5 năm. Tại vì cái ngày đầu tiên đó thì em chuẩn bị sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ á, mà cái ngày đó là phải nộp luận văn. Nên là sáng dậy sớm là 2 vợ chồng phải chạy xuống Sài Gòn để mà làm cái thủ tục nộp luận văn. Nên là hầu như là cái ngày đó là không có gọi là làm dâu luôn. Cái khoảnh khắc là con của cô đi nhập viện, đi nằm viện á, bị tai nạn á. Khoảnh khắc đó là cô nói với lại con của cô là con dâu của cô là chỉ có Cao Ngọc Trinh thôi. Điều khác biệt mà ấn tượng nhất đó của mẹ là mẹ rất là xì tin, dễ thương và thoải mái, phóng khoáng trong tất cả mọi chuyện. Cô thì ví dụ như là hai anh chị ở nhà có xích mích gì với nhau thì cô có thường xuyên đưa ra những cái lời khuyên chia sẻ gì với cả hai? Lúc nào cô cũng không biết bên nào trúng mà bên nào trật, nhưng mà lúc nào cô cũng là rầy con trai cô trước. Lại con trai cô trước rồi xong rồi từ từ rồi cô mới tìm hiểu bên này sao bên kia sao, nhưng mà trước mắt là cô rầy con trai cô trước ép. Cô thích nhất là lúc mà con của cô á bị tai nạn á, là chăm sóc trong thời gian đó chăm sóc thì lúc nào cũng như là thương cô, cũng như kêu cô nghỉ ngơi để chăm sóc phụ cô đó. Với lại hai đứa thì học chung trường nữa, nên là cô rất thích hiểu nhau. Cảm ơn. Rồi xin chào hai mẹ con.
Thì không biết cảm giác của gia đình mình thế nào khi được mời tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ? Mẹ, mẹ nói trước đi. Tôi được bên chương trình mời tham dự vào cái buổi Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi rất là vui và rất là hồi hộp ạ. Mẹ em thì đang hồi hộp lắm. Còn em thì thực sự là khi mà được chương trình mời ấy, ban đầu em cũng hơi lo ngại. Tại vì vấn đề là mẹ cũng từ ở ngoài Hà Nội bay vào, sức khỏe mẹ cũng không được tốt ấy. Nên là ban đầu em cũng không dám nhận lời mời. Nhưng mà sau đấy thì cũng muốn là hai mẹ con đưa mẹ lên sóng, rồi hai mẹ con có thể chia sẻ nhau những cái tâm sự mà hai mẹ con không đối mặt nói chuyện nhau được ấy. Nên là thật sự là tham gia chương trình này thì cảm thấy cũng em cũng thấy rất là vui, tại vì mình được bộc bạch được và mình cũng hiểu được những cái việc mà mẹ nghĩ sao về mình. Rồi, hồi nãy là cô chia sẻ là cô đang rất là hồi hộp đúng không cô? Đúng. Vậy thì sau khi ghi hình cô được tâm sự với Nguyễn Linh cũng như là Hồ Bích Trâm thì bây giờ cảm xúc của cô như thế nào? Bây giờ này cô thấy tốt hơn rồi. Dạ. Rồi thì bình thường ở nhà hai mẹ con mình có thân với nhau không? Cũng hai mẹ con cũng thân với nhau và cũng hay nói chuyện với nhau và cũng chia sẻ với công việc trong gia đình. Rồi bây giờ hỏi con nhau nha. Thì ví dụ như bình thường mình đi chơi đi, mình có hay dụ mẹ đi chung không? Thật sự thì tụi em mỗi lần mà muốn đi chơi hay là muốn tổ chức dẫn mẹ đi biển hay là dẫn mẹ đi Đà Lạt chơi thì hầu như là tụi em muốn những cuộc đi chơi tụi em rất là muốn rủ mẹ theo. Nhưng mà mẹ thì sức khỏe mẹ yếu ấy, nên là việc mẹ di chuyển đi xe hay đi máy bay này kia khó khăn ấy. Nên nhiều lúc là thật sự mẹ ít hiếm khi mà đi chơi với lại vợ chồng lắm. Nên mà như vừa rồi mẹ chương trình hỏi là hai mẹ con có tấm hình nào chụp chung không, thật sự là mình nhìn đi nhìn lại hai mẹ con chỉ có chụp mỗi trong cái dịp đám cưới của em là có chụp thôi, tại vì cơ bản là mẹ đâu đi chơi chung với hai vợ chồng đâu. Nên là thật sự khi mà mẹ vào trong Nam rồi thì mong muốn là sẽ được dẫn mẹ đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi để mẹ thứ nhất là cho mẹ đi cho biết, thứ hai là muốn là hai mẹ con đi chơi gần gũi nhau hơn, rồi có thể cùng nhau chụp hình các kiểu selfie up Facebook, up lên mạng để cho gần gũi hơn ý. Cái thực sự đúng là chia sẻ nhau, nhưng mà ở gia đình, ở nhà có chia sẻ, nhưng mà trong những cuộc đi chơi thì lại chưa có cuộc đi chơi nào chung với mẹ hết. Nên là cũng mong muốn là mẹ vào trong đây rồi sẽ sức khỏe mẹ đỡ hơn, thì tụi con có thể đưa mẹ đi chơi, mẹ có thể đi chơi chung với tụi con nhiều hơn. Rồi, hãy dùng 5 từ để diễn tả về mẹ chồng. 5 từ á? Tính từ đúng không anh? Đúng rồi. 5 từ để diễn tả với mẹ. Mẹ tinh xinh mà, nên là mẹ xinh. Mẹ xinh nè, hiền, xinh, hiền, rồi cái gì nữa nhờ, mẹ vừa xinh vừa hiền, hơi sống, tính cách thì cũng thoải mái mà, mẹ cũng thoải mái. Nói chung mẹ em được cái là xinh, hiền, thoải mái, cũng vui vẻ, rồi... phúc hậu với hiền nó như nhau đúng không ạ? Thật sự mà để dùng 5 từ thì em cũng biết dùng từ gì về để 5 từ. Nhưng mà cơ bản hiện tại thì mẹ em cảm nhận được mẹ là một người mẹ chồng rất là cũng tình cảm, thấu hiểu và cũng rất là thương con dâu. Còn cô, nếu mà dùng những điều đẹp, những điều tốt để nói về con dâu của mình thì con sẽ dùng những từ gì? Cô thấy con dâu cô thì rất là dễ thương và cũng rất là ngoan và cũng rất là chịu khó việc nhà, cũng biết là chăm sóc gia đình và tính cách thì cũng vui vẻ, cũng tốt, cũng không có điều gì mà để cô phải buồn hết đấy. Rồi, đây là một câu hỏi vui. Nếu xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng thì cô sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn? Cô không biết đúng sai, nhưng mà cô chắc chắn cô sẽ nghiêng về con dâu cô rồi. Bởi vì cô thương con dâu cô hơn đấy.
Vì khi mà cô, con dâu cô về để làm dâu cô là từ đầu là cô đã xác định là cô rất thương bé My. Vì là con cô là cô coi như là con gái ấy. Đúng đấy. Đúng. Nếu sai là con trai mình thì cô phải mắng đầu tiên đã. Vậy cô có cái lời nào muốn gửi đến con trai của mình không? Có chứ. Cô và cô thì cô muốn là con trai cô lúc nào cũng phải vui tươi, chịu khó làm ăn, chăm sóc gia đình, thương vợ thương con. Sau này có con, bây giờ thì cháu nó chưa có con, nhưng mà đấy là cái nguyện vọng cô muốn như vậy. Rồi, cảm ơn mẹ con đã chia sẻ, chúc cho gia đình là sớm có tình hình vui, chúc cô sớm có cháu bé nha. Dạ. Cảm ơn chào, cảm ơn. Rồi, ok, mình giới thiệu sơ lại bản thân mình, tên gì, bao nhiêu tuổi thì làm thôi. Em tên là Nguyễn Minh Sang, sinh năm 1995, hiện tại 27 tuổi, ở Long An. Hiện tại sinh sống ở Cần Đước nhưng mà làm việc ở Bến Lức, Long An. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Thùy, em năm nay 25 tuổi, em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Dạ. Rồi, thì không biết hồi nãy hai bạn có bấm nút không ta? Dạ có. Dạ, có đúng không? Rồi, bây giờ bạn nè, hãy chia sẻ cảm xúc của bạn hiện tại. Em cảm thấy rất là vui. Vì có thể là mình đã tìm thấy một mục tiêu để thay đổi. Còn bạn nữ thì sao? Dạ, em thì cảm thấy cũng rất là vui á, nhưng mà đáng lý ra em phải vui, nhưng mà cảm xúc bây giờ của em nó hơi bị bình thường á, nhưng mà chắc là cũng vui. Dạ. Ok. Rồi, thì bây giờ hãy nói thật, chia sẻ thật với nhau. Cái điểm đầu tiên mà em ấn tượng ở bạn nam là gì? Điểm đầu tiên em ấn tượng ở bạn nam là em thích cái nụ cười của bạn ấy á. Răng nụ cười dễ thương. Dạ. Rồi, còn bạn nam thì sao? Em thích một cái là bạn ấy là hiền và xinh. Rồi, bây giờ thì hai bạn đã bấm nút hẹn hò thì cho nên hãy nói chúng tôi biết địa điểm hẹn đầu tiên hai bạn dự kiến là đâu? Ví dụ như là quán cà phê, nhà hàng, nhà phim hay gì đó. Cái vấn đề đó là em sẽ cho bạn nữ quyết định, nhưng mà cái địa điểm có thể là ở Bến Tre, cũng có thể là hiện tại bây giờ. Thì em chọn là ngày lễ này là mình đi chơi đi. Ngày mùng 10 tháng 3 nè, ở Bến Tre đi. Dạ. Chốt không? Dạ. Bạn nào chốt không? Chốt. Chốt, rồi. Ok, vậy thì hai bạn hãy gửi gắm một lời đến các bạn khán giả nha. Lời gì đó. Hãy gửi gắm, chia sẻ cái gọi là niềm hạnh phúc của mình với những cái bạn khán giả trên theo dõi chương trình thì các bạn chưa tìm thấy tình yêu đi. Em có chia sẻ là mấy bạn vẫn còn đang độc thân hoặc là cô đơn, hãy là dũng cảm lên và đi tìm với hạnh phúc của mình. Em có chia sẻ với các bạn khán giả là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tụi mình, và cũng hy vọng là những bạn nào mà đang chưa có tình yêu thì các bạn hãy đón nhận nó với một sự bình tĩnh, có thể là tự mình chơi với mình rồi tự của mình sẽ có duyên của mình. Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn nắm tay nhau được không? Dạ được. Các bạn ơi, rồi khoe đó đi. Okay. Vui không? Dạ. Vui không? Dạ vui. Ok, rồi cảm ơn hai bạn. Dạ. Dạ. À, ngừng nói ngay tức luôn hả? Ừ, hãy dọn cho dọn qua đây đi. Dạ, hợp bên trái hơn. À. Chưa nghĩ ra. Chưa thấy. Kiểu như là cái câu chuyện đó khi mà vợ bắt đầu nói
Vợ đừng có phàn nàn. Điều đầu tiên muốn vợ đừng có phàn nàn lại nha. Alo, alo. Alo. Alo, alo. Đừng có chê chồng ốm với lại chê chồng xe xòa nữa. Đáng yêu, vợ đáng yêu nhất là lúc mà vợ nói chồng ơi đó. Còn lúc mà không thích nhất, đáng ghét nhất hả? Thì lúc mà vợ cấu gắt. Cấu gắt nhìn vợ rất là giận dữ. Thì lâm ra mình cũng bị rụt rè luôn. Anh nói gì? Sao? Đó là khi mà nghe chị sao của vợ thôi là cảm thấy là không muốn tranh cãi nữa. Đó. Hả? Kỳ dị nhất đó hả? Vợ anh thì thích mua sắm đồ hiệu. Mấy hồi, đối với anh là kỳ dị tại vì cái số tiền lớn. Thôi phải bỏ đi, nói gì hết thôi bỏ luôn, qua khác cũng được. Chị ta đâu thế lắm à? Rồi ok, có rồi. Cái thói quen mà anh, cái thói quen của vợ kỳ dị ra, cái kỳ dị hả, thì anh thấy chắc có lẽ là anh thích chụp hình á, đi đâu cũng chụp hình, ăn cũng phải chụp hình, chắc có thể là do ảnh hưởng công việc, tính chất công việc nên lúc nào cũng phải chụp hình, quen với cái sự đẹp trên mỗi tấm hình trên điện thoại rồi, đúng không? Anh nghĩ thay đổi trên người vợ anh là anh nghĩ không có gì thay đổi nữa. Đủ rồi, nghĩ đủ, vừa đủ rồi. Tại vì cái gì nó nhiều quá thì nó cũng không tốt. Vì tụi anh đã cưới nhau được thời gian cũng không phải là quá ngắn, nên là tụi anh thấy nó quen điều đó rồi. Giờ chỉ có điều là tính cách hiểu nhau hơn thôi. Ba điều tốt nhất thì chắc có thể là điều đó. Tại nha. Ba điều tốt nhất thì điều đầu tiên là vợ rất là tốt với mọi người xung quanh. Thứ hai là rất là thương con. Thứ ba là rất là thương chồng. Như vợ giống coi coi chứ giờ con gì đâu. Còn ba cái mà không thích hả? Thứ nhất là ba cái không thích thì chắc có thể là nhất là vợ hay thích gọi là bảo vệ quan điểm của mình đối với chồng. Thứ hai là có thể là khi mà vợ giận dữ lên. Thứ ba là vợ hay bị nói chung là không, anh muốn mình sẽ tâm sự nhiều hơn nữa tại vì tụi anh đã nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà có thể là mỗi người một quan điểm á. Vợ anh thì cái suy nghĩ của vợ anh á thì hơn anh tới mấy năm lần, tại vì vợ anh hơn anh đến 6 tuổi. Thì có thể là mỗi người một cái suy nghĩ. Anh chỉ muốn là mình sẽ hiểu nhau hơn. Em cũng phải đặt cảm giác của là anh nữa, anh cũng sẽ hiểu nhiều hơn. Size giày của vợ anh là 27. Đúng không? đúng lắm luôn. Tại vì cách đây mấy hôm mà, nói chung là tụi anh có hay để cái này, có nghe. Nhớ đúng ghê. Cách đây mấy hôm có người bạn tặng quà cho vợ anh, chuẩn bị sinh nhật vợ anh, thì hỏi vợ anh nói 27 anh nhớ. 37. Ủa 37 hả? Bà ơi, sức quất luôn. Nghe lộn rồi. Nhớ gì 37 vậy? Xe quần áo thì xe S. Tại vì vợ anh người mảnh mai, kiểu mà mặt mảnh khảnh á. Tất cả những bộ đồ của ấy mặc là những cái bộ đồ của ấy tự cái. Cho nên là của ấy biết được số đo chính xác nhất của mình. Thì anh theo anh đánh giá thì chắc là xe S. Anh nhận xét đây là xe S. Nhỏ con mà, vợ nhỏ con.
Anh cũng ngồi đây luôn hả? Anh ngồi. Chồng hả? Lúc mà chồng nóng tính, mặt kênh kênh rồi là muốn đập. Nóng lên rồi. Nóng lên thì nói chung là mình nhìn thấy ghét lắm. Cũng có đó em. Nhìn thấy ghét lắm. Ừ, ý là có nghĩa là họ chồng thì là ai, là muốn thầu là một người nổi tiếng nào hả? Chị chỉ muốn chồng chị là chồng chị thôi, nếu mà nổi tiếng thì chị chỉ muốn chồng chị là người nổi tiếng luôn chứ không có muốn là ai hết. Ừ, tại vì người ta chị đã quyết định là lấy chồng chị rồi thì gì không, cái câu này hơi đi xa rồi đó, không được để trả lời hết. Đơn giản là chị thích vậy, chị không có muốn ví dụ như chồng chị mình nổi tiếng thì chị không có muốn, chị muốn chồng chị giữ lại cái chất của chồng chị, ví dụ như nổi tiếng, ví dụ là nổi tiếng cũng nổi tiếng đúng với cái thực lực đó của chồng chị, kiểu như vậy, chị không muốn hướng theo giống ai hết. Biệt tài đặc biệt của chồng chị là gì? Biệt tài đặc biệt của chồng chị hát hay thôi à. Chứ đặc biệt gì nữa ta? Hát hay, nói chung gì nữa hát hay. Hát cái bài này trong chương trình. Anh hát bài khác đi. Hát bài khác đi. Đừng mong anh sẽ chúc em hạnh phúc, anh chẳng cao thượng đến thế đâu, anh chẳng phải gồ đá mà không biết đâu, người ta chỉ chúc nhau hạnh phúc khi hết yêu. Tại sao anh phải chúc em hạnh phúc khi anh còn yêu em đến cháy lòng, khi còn mơ về em, còn trông ngóng em, muốn anh phải quên em sao đây. Bị bất đồng. Có nghĩa là ai cũng có một cái hướng tốt cho bản thân mình đó. Nhưng mà có thể là mỗi người sẽ bảo vệ một cái, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng của bản thân họ. Chứ thật sự là anh với chị thì mỗi người sẽ cũng như chúng ta cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng của bản thân mình. Nhưng mà có thể là đấu tranh tư tưởng với nhau. Chị mình thường dạng người có cá tính mạnh. Đó và chứ không phải là anh không thua với vợ, có nghĩa là anh tranh luận thôi. Chứ anh nhiều hơn nhiều vợ anh trăm phần trăm. Chị đó là thuộc kiểu là thích là ví dụ như có vấn đề hoặc khúc mắc thì là muốn giải quyết cho nó xong cái vấn đề luôn, chứ không có để cho nó trôi qua mà nó xong là thôi. Một món ăn mà chồng chị có thể ăn mỗi ngày mà không biết. Để sẵn rồi. Thịt bò. Thấy ngày nào cũng ăn bò hết á, bò xào các loại các kiểu. Đặc biệt mà có sức khỏe. Món phải tự nấu không? Không, chồng chị tự mang ra nấu luôn. Tự nấu mà, được cái là anh tự nấu cho anh ăn. Về quê nửa năm cái là biết nấu ăn luôn. Nhờ cái mùa dịch. Về quê cái là ở dưới quê cái biết là nhiều biết hết luôn. Được cái là biết hết. Lúc mới thì thường xuyên nói đó, hay nói đó. Lúc hẹn hò nhiều lắm. Thường nói lúc nào hả? Thường nói lúc đâu? Thường nói lúc có hai người á. Khúc này hơi nói khúc này hơi hơi khó nói. Sau này về cái như là cái sự nghiệp nào lãng mạn nó bị giảm hẳn luôn. Tại vì không phải cái gì hết đó, là tụi anh phải lo con cái nhiều, công việc nè, rồi. Ở chung với nhau biết hết tính nhau rồi thì nói chung nó quen thuộc lâu quá rồi thì đâm ra là những cái ngọt ngào lãng mạn nó sẽ giảm đi rất là nhiều, chỉ dành cho những ngày lễ, những ngày nào kỷ niệm thôi đó. Ví như cách đây 2 ngày thì tụi anh kỷ niệm 2 năm ngày cưới đó, thì tôi có làm trên bó hoa I love you, cái vụ vậy đó. Ừ, cho một câu về hai người nha.
À, sắp tới mình nói em rồi, không biết anh chị có việc gì không? Anh nói em nói. Anh nói đi. Dự định thì cũng không biết, dự định thì anh... nếu mà dự định thì tụi anh sẽ về quê để mà ở với gia đình, tụi anh muốn không khí gia đình với nhau. Tại vì nhờ cái mùa dịch vừa rồi á, tụi anh ở với nhau suốt mùa dịch luôn. Tụi anh giờ mới quý trọng cái tình cảm gia đình nhiều hơn, hơi ấm gia đình nhiều hơn. Tại vì tụi anh ở đây hai vợ chồng ở Sài Gòn có hai vợ chồng. Nói chung là mọi thứ tụi anh phải lo cho nhau hết, nói chuyện con cái như vậy. Thế lại quê chị á là gần Đà Lạt á, nó cũng xe lạnh hết á. Cũng hơi thơ mộng. Nên là cảm giác là cái dưới quê anh em với bà con rất là nhiều, thấy gần gũi gia đình hơn, gia đình của tụi anh thôi. Ok. Ủa em nhưng mà khúc nào